Mỗi cặp song sinh có 5 món đồ khác nhau chứa trong hộp kính. Trong 1 phút 30 giây, một người có nhiệm vụ cầm, nắm và cảm nhận, diễn tả bằng lời nói để người chị em song sinh của mình đoán và gọi tên chính xác. Người diễn tả không được nhắc đến từ hoặc cụm từ có trong tên gọi của đồ vật. Mỗi đồ vật hợp lệ, cặp chơi được cộng thêm 10 điểm. Sai bị trừ đi 10 điểm. Cặp chơi được quyền bỏ qua đối với đồ vật chưa đoán được. Và bây giờ, hai chị em đầu tiên sẽ tham gia phần thử thách này, đó chính là Thủy Tiên và Hương Lan. Xin mời. Người chị là Thủy Tiên, sẵn sàng vị trí của mình rồi gợi ý. Người em là Hương Lan sẽ đưa ra hàng loạt những đáp án. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. 1 phút 30 giây đang chạy ngược. Cố gắng lên, cố gắng lên nha. Mò mẫm đi em. Cái cô Bi nhà mình nó hay chơi mà tròn to. Tròn tròn, to lên. Cái thằng cô Bi, lên. Cháu lớn mình lên hay chơi á. Bánh. Bánh gì, bánh gì? Bánh, thiếu gì loại bánh? Gì đó, mình hay chơi với đũa đó. Cái gì mà chơi bánh với gì chiếc đũa? Bánh gì hay chơi với chiếc đũa? Bánh đũa. Không hay. Cái bánh gì mà chơi với đũa? Trò chơi. Bánh nó nhiều loại bánh lắm em ơi. Cho qua đi ha. Cho qua đi. Cho qua. Bánh gì mà anh vậy đánh quan kìa. Trời, cho qua hả? Ủa trời. Cái gì? Wow. Cái này hồi nhỏ hay ăn lắm nè. Cái gì đó? Cái con gì mà có càng cua hả? Ai. Tiếp em. Cái trái gì mà hồi hôm qua bố kêu mình ăn đó. Cái trái gì hôm qua bố kêu mình ăn trên bàn á. Trái gì hôm qua bố kêu mình ăn trên bàn? Không, hôm kia trên bàn luôn á. Đúng hả? Không, cái trái gì mà quá trời hột luôn. Ôi. Hết giờ. Trời ơi, thật đáng tiếc. Lấy cái trái nhiều hột ra cho bạn Tiết chơi nè. Có hôm kia mình ăn cái trái bắp mà. Cái phần quan trọng là phần này nè. Đây là cái con có cái càng. Bạn ấy đoán là cua. Chính xác. Vật thể đầu tiên. Thật là đáng tiếc. Mình tốn khá nhiều thời gian ở vật thể này. Cái banh gì mà chơi với đũa? Dạ ở nhà em hay gọi là banh đũa. Dạ không biết cái banh gì. Nó nè. Banh tennis. Thật là đáng tiếc. Và hy vọng là Song Nhi cũng học hỏi được những kinh nghiệm này. Dạ. Nào vào vị trí. Bảo Nhi sẵn sàng nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi mình bắt đầu. Do tìm vật thể lạ. Tranh thủ thời gian. Cảm nhận. Bóp mạnh lên. Mạnh mạnh mẽ lên. Tranh thủ thời gian. Tả đi. Cái này nó sao? Nó tròn tròn. Nó tròn. Nó cứng hay mềm? Đá. Tròn. Trái banh. Banh gì? Banh gì? Banh gì? Bằng cái gì? Trái banh già. Không không, còn một cái nữa. Bằng cái gì? Bằng cái gì mà My hay chơi á? Bằng cái gì mà My hay chơi? Banh mà bằng cái gì My hay chơi? Banh đá. Không. Bằng chất liệu gì? Bằng chất liệu gì? Chất liệu á. Chất liệu. Chất liệu. Cao su. Không. Banh gì? Banh. Trời ơi, chuyển đi. Trời ơi, chất liệu thì nhiều chất liệu mà. Cái cây gì mà trang điểm á? Banh long. Cây gì? Cây cỏ. Bỏ qua rồi. Cây cỏ. Được một đáp án rồi. 3 2 1. Hết giờ. Tại sao vậy? Tại sao không rút kinh nghiệm ngay từ ở cặp đôi đầu tiên? Nào, về vị trí thế nào? Song Nhi cũng đã rất cố gắng. Nhưng mà rõ ràng cũng bị mất thời gian ở những khoảnh khắc đầu tiên. Nói chung là em hiểu là tất cả các bạn đều bị áp lực á. Bình thường thì nói được á. Nhưng mà tự nhiên ra đây cái này nó không nhớ gì hết trơn rồi. Tập trung lại nè. Cái banh gì mà cái bé nhà hay chơi mà bằng chất liệu không phải là bằng da. Mà cũng thì không phải là cao su. Theo bạn còn chất liệu nào để làm banh được nữa? Banh nhựa chứ gì nữa. Chính xác, tại sao không nói banh nhựa? Như vậy đáp án này vẫn chưa được tiết lộ, nó vẫn còn nằm trong đây. Chưa được tính. Thì xem như là các bạn không bị trừ điểm. Cây cọ, các bạn được cộng thêm 10 điểm. Chúc mừng Song Nhi. Cả hai đội đều có được một đáp án đúng, được cộng thêm 10 điểm. Nâng tổng điểm dành cho cả hai là 30 điểm cho mỗi đội.